Trong một gương mặt ASEAN tuần này, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ những nhân vật đặc biệt. Đó là những KOL, một cụm từ dùng để mô tả những người có tầm ảnh hưởng với công chúng. Chỉ có điều, những KOL mà chúng tôi muốn giới thiệu ngày hôm nay là những KOL ảo, một sản phẩm của công nghệ và cũng là những cư dân đầu tiên trong thế giới ảo Metaverse tại Thái Lan. Những KOL dù chỉ tồn tại trên mạng này lại đang có ảnh hưởng lớn ngoài đời thật, đặc biệt là với giới trẻ. Xin chào. Tôi là Bangkok Natibu, rất vui được gặp tất cả các bạn. Tôi mãi mãi 17 tuổi, phi giới tính và mơ ước của tôi là trở thành ngôi sao nhạc pop. Tôi hy vọng một ngày nào đó tôi có thể gặp tất cả các bạn. Yêu các bạn nhiều. Với mái tóc màu neon và làn da không tì vết, Bangkok Natibu đang xóa nhòa ranh giới giữa thực tế và ảo ảnh. Bangkok Natibu là một ngôi sao trẻ mãi không già, luôn bám sát xu hướng, không dính bê bối và được tạo ra từ máy tính. KOL phi giới tính này là sản phẩm của nhà thiết kế thời trang Adisak và bạn bè. Để xây dựng hình ảnh Bangkok Natibu, anh Adisak đã chụp ảnh một người mẫu tại nhiều địa điểm ở Bangkok. Thân hình người mẫu đã chụp sau đó sẽ được ghép với khuôn mặt được tạo bằng máy tính. Tôi đã lựa chọn một số phong cách thời trang thú vị từ thanh thiếu niên Bangkok. Và sau đó tôi kết hợp chúng lại với nhau để tạo ra Bangkok Natibu. Bangkok Natibu chỉ là một trong hàng loạt các KOL ảo xuất hiện tại Thái Lan trong thời kỳ đại dịch COVID-19. Tháng 9 năm 2021, iAileen ra đời sau khi nhà phát triển Sia Bangkok nhận thức được những hạn chế mà những người có tầm ảnh hưởng, những ngôi sao ngoài đời thực gặp phải trong đại dịch COVID-19. Các nhà phát triển KOL ảo và ngay cả những người có tầm ảnh hưởng lớn tại Thái Lan nhận định rằng các KOL ảo có rất nhiều lợi thế so với các ngôi sao ngoài đời thực. KOL ảo là những nhân vật được tạo ra nhờ trí tuệ nhân tạo. Hình ảnh của họ, đối tượng mục tiêu của họ đều được phân tích và lên kế hoạch từ trước. Đó chính là lợi thế của những KOL ảo. Không chỉ vậy, quá khứ không tì vết, thái độ làm việc hoàn hảo và dễ kiểm soát khiến các nhân vật ảo trở thành phương án ưu tiên đối với những công ty lo ngại mất hình ảnh. Nhờ những lợi thế này, hiện Bangkok Natibu đã ký hợp đồng với công ty người mẫu hàng đầu Thái Lan, trong khi iAileen cũng đạt được thỏa thuận trở thành đại diện cho một nhà mạng di động lớn ở nước này. Trong bối cảnh thế hệ Gen Z đang là nhóm người dùng Internet lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á và dành nhiều sự chú ý cho thế giới ảo Metaverse, những KOL ảo như Bangkok Natibu hay iAileen được cho là sẽ ngày càng có nhiều quyền lực và tầm ảnh hưởng đối với giới trẻ. Xu hướng sử dụng KOL ảo để thu hút khách hàng dự kiến sẽ tiếp tục bùng nổ trong khu vực trong thời gian tới.